hàng là thành công của chúng tôi. Xin chào anh chị em và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của công ty Uli Việt. Hiện tại mình đang có mặt tại thị trấn Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ để setup lắp đặt một trung tâm trong lốp xe hơi, một tổ hợp thì đúng hơn. Thì ở đây là hiện tại những cái dịch vụ đang kinh doanh thì có kinh coi coffee đấy, cà phê cá coi, rồi là Hồng Nhung Hotel, khách sạn, nhà nghỉ. Và trước mặt anh chị em ở đây thì là toàn bộ cái không gian để làm rửa xe và chăm sóc xe. Đó. Thì cái dịch vụ rửa xe, chăm sóc xe, làm đẹp xe mở ra để phục vụ khách hàng địa phương này. Và toàn bộ những khách hàng đến uống cà phê, giải trí. Đấy. Rồi là nhà nghỉ. Thì cái không gian để mà làm chăm sóc xe và rửa xe ở đây thì với cái diện tích là mặt tiền 20m, chia được 4 khoang. Thì là ở đây là đã được bắn mái này, gia cố rất là chắc chắn cái phần nền móng. Thì cái thế đất ở địa điểm ở đây là thế đất không bằng phẳng. Đấy, chính vì vậy là anh làm nguyên một cái sàn luôn. Anh chủ ở đây là anh Thành, làm nguyên một cái sàn bê tông. Đấy. Và có một cái tầng hầm ở phía dưới. Thì cái cầu lâng đấy thì được gia cố cái hố móng cầu nó cực kỳ là kiên cố và chắc chắn luôn. Thì ở đây là tổng cộng là 4 khoang. Thì có khoang rửa xe chính đấy, khoang rửa xe chính đang lắp cầu lâng một trụ âm nền cánh bướm rồi, và cái khoang phụ ở bên kia đấy. Thì sau này có thể làm những cái dịch vụ như rửa máy, dọn nội thất hay là lau khô hút bụi đó. Và cái khoang dịch vụ chuyên sâu ở đây đấy, sau này có thể là làm thêm lốp dầu nhớt, rồi là khu vực để máy móc, và khu vực trong cùng chính là cái khu vực để phòng khách đấy, về đồ chơi phụ kiện ô tô. Thì quay trở lại với những cái thiết bị ở đây, thì ở đây là anh đầu tư toàn bộ là những cái thang trang thiết bị chất lượng, rất là chất lượng của bên công ty Uli Việt, gồm có cầu lưng một trụ của âm nền cánh bướm thương hiệu Uli Việt, và máy rửa xe Mazuli của Ý, máy nén khí HTA 80, tay quay, hộp du lô rút đấy, toàn bộ những cái sản phẩm trong xe thương hiệu 3D Kake của Mỹ đó. Thì đây hứa hẹn sẽ là một cái trung tâm đấy, cực kỳ là phát triển, cực kỳ là nổi bật đấy, nằm trong cái chuỗi tổ hợp. Thì cái mục đích chính nhằm hỗ trợ các cái mảng kinh doanh với nhau đấy. Thì khách hàng vào uống cà phê, rửa xe, khách hàng đến nhà nghỉ để rửa xe đó. Thì cơ bản thì bên mình đã lắp đặt hoàn thiện xong xuôi về trang thiết bị máy móc, bây giờ chỉ có hoàn thiện lốt thôi, và bắt đầu là quay vào quá trình đào tạo và vận hành khai trương. Đấy, thì đây là cái lối vào nhé. Đấy, thì chia sẻ với anh chị em đây là cái khu vực tầng hầm này, sau này có thể là làm thêm những cái dịch vụ như là bia, rồi là internet chẳng hạn đấy. Không gian ở đây cực kỳ mở luôn nha anh chị em nhé. Đó, anh chị em có thể thấy không gian rất là thoáng này. Đấy. Cầu lâm lắp đặt xong xuôi rồi này. Đó. Anh em đang đấu lối và test máy. Đấy. Phía trên là tay quay này. Đó. Cầu lưng này. Thì ở đây cái bờ tường này thì tường bao này, bo tôn thì anh để một cái khoảng không gian ở đây đấy, cực kỳ là thoáng nhá đấy. Thì sau này rửa xe nó cũng rất là thoáng, mát mẻ. Rửa xe ở đây thì đặc biệt là vào cuối tuần thì cực kỳ đông luôn, vào uống cà phê vào buổi tối. Thì anh chị em nào có nhu cầu mở xưởng rửa xe, cho lốp xe, xe đắp mô hình, quan tâm đến cái mô hình rửa xe cà phê, nhà nghỉ đấy, tổ hợp, thì hãy liên hệ bên công ty Uli Việt
để được anh em tư vấn setup bài bản. Đấy. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.